Để đạt được các mục tiêu tiết kiệm năng lượng đề ra trong chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030, cần triển khai mạnh mẽ các giải pháp từ trung ương đến địa phương, trong đó có việc đẩy mạnh thi hành luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Đó là ý kiến của đại diện ban chỉ đạo tiết kiệm năng lượng tại tọa đàm Tiết kiệm năng lượng giải pháp đảm bảo cung ứng điện mùa nắng nóng 2022 diễn ra vừa qua tại Hà Nội. Tọa đàm do Hội Truyền thông số Việt Nam phối hợp với Văn phòng Ban chỉ đạo tiết kiệm năng lượng Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và Báo Kinh tế Đô thị tổ chức, căn cứ vào dự báo phát triển kinh tế xã hội năm 2022 theo nghị quyết của Quốc hội để đạt được tăng trưởng GDP từ 6 đến 6,5%, đồng thời chuẩn bị cho việc triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, lấy lại đà tăng trưởng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và nền kinh tế. EVN đã xây dựng hai kịch bản tăng trưởng phụ tải điện. Trong đó kịch bản cơ sở tăng trưởng điện ở mức 8,3%, tương đương sản lượng điện toàn quốc đạt 275,5 tỷ kWh. Kịch bản cao tăng trưởng 12,4%, tương đương sản lượng điện đạt 286 tỷ kWh. Vì vậy vào mùa nắng nóng để giảm áp lực cho hệ thống điện thì ý thức tự quản lý mức tiêu thụ năng lượng của mỗi người, mỗi doanh nghiệp là điều rất quan trọng. Bên cạnh đó, các hộ gia đình có thể lắp đặt điện mặt trời, áp mái để sử dụng, vừa che chắn nóng, vừa giảm tiền điện, từ đó góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện, tiến tới hoàn thành mục tiêu tiết kiệm năng lượng trong tổng tiêu thụ năng lượng trên toàn quốc từ 8 đến 10%, giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2030. ba